tiến lên phía lên, ta lên đường giải phóng miền Nam. Từng đoàn quân đi đem mùa xuân về với dân tộc. Mùa xuân 68 phải hùng ca giải phóng miền Nam. Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 50 năm, mùa xuân năm 1968, nhân dân ta từ Nam đến Bắc nhộn nhịp bước vào năm mới, đón Tết Mậu Thân, đón thơ chúc Tết của Bác Hồ kính yêu. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà. Đúng thời điểm ấy, bằng tinh thần dũng cảm vô song, các lực lượng cách mạng, đơn vị chủ lực, lực lượng vũ trang Sài Gòn Gia Định đã mở đầu xuất sắc cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Lần lượt Dinh Độc Lập, Đại sứ quán Mỹ, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh Hải quân, Đài Phát thanh, những nơi được coi là bất khả xâm phạm đều bị tấn công, khiến bên kia Đại Dương, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc rung chuyển. Một làn sóng phản đối chiến tranh Việt Nam được thổi bùng trên toàn nước Mỹ và cả thế giới. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 được xem như sự kiện sáng chói, tạo ra bước ngoặt chiến lược lớn nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, làm phá sản hoàn toàn chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ, đánh bại ý chí xâm lược, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, phải ngồi vào bàn đàm phán với ta, tạo tiền đề quan trọng đưa tới đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Nhân kỷ niệm 50 năm sự kiện đặc biệt này, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi đã cử các nhóm phóng viên lên đường thực hiện loạt phóng sự dài kỳ từ Quảng Ngãi, thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Huế, Hà Nội. Từ đây, những câu chuyện hào sảng, cảm động của từng nhân vật sẽ được kể lại gắn với bản hùng ca bất tử Xuân Mậu Thân 1968. Bắt đầu từ chương trình thời sự tối nay, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi sẽ phát loạt phóng sự kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc hội thảo khoa học cấp quốc gia, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử do Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức, diễn ra vào cuối tháng 12 năm 2017 tại hội trường Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Đã có sự tham gia của hơn 500 đại biểu là lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Bộ Quốc phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Các cựu chiến binh, quân nhân, nhân chứng lịch sử đã từng tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy, các nhà sử học, các nhà nghiên cứu quân sự để cùng hồi ức, nhận thức sâu sắc và phân tích nghệ thuật quân sự về sự kiện long trời lở đất 50 năm trước. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, cuộc hội thảo khoa học lần này là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Đồng thời góp phần tuyên truyền giáo dục cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, phát huy truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ, tinh thần quật khởi, truyền thống đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Thông qua cuộc hội thảo lần này để chúng ta tiếp tục khẳng định chúng ta tự hào về lịch sử dân tộc, đồng thời chúng ta thấy là cái trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với là cái việc giữ gìn, kế thừa và phát huy cái kết quả của chiến thắng Mậu Thân năm 1968 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong cái thời kỳ mới, nhất là giáo dục cho thế hệ trẻ của chúng ta luôn luôn trân trọng lịch sử, luôn luôn là thể hiện một cái trách nhiệm đến hiện tại và vững tin vào cái tương lai sáng lạng của đất nước với sự lãnh đạo của Đảng. 50 năm đã trôi qua rồi, nhưng mà cái cuộc tiến công mà nổi dậy của quân và dân ta trên toàn miền Nam nó in một dấu ấn rất sâu đậm trong lịch sử quân sự của dân tộc cũng như trong lịch sử của dân tộc nói chung, và thậm chí có những cái nó đi thẳng vào lịch sử của thế giới lúc đó. Bởi lẽ là ngày nay không phải chỉ những nhà chính trị, những nhà quân sự và các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu,
mà ngay chính những sử gia, những nhà quân sự của Mỹ cũng đang tiếp tục tìm hiểu về cái cuộc tổng tiến công nổi dậy này để tìm ra những căn nguyên và những cái bài học rút ra từ cái cuộc tổng tiến công ấy. Chính vì lẽ đó, trên dù rằng đã diễn ra 50 năm, nhưng mà cuộc tổng tiến công nổi dậy nó như là một cái tượng đài bất tử đi vào lịch sử và truyền thống dân tộc, và nó để lại chúng ta rất nhiều điều cần trăn trở, cần phải suy nghĩ, mà thậm chí có thể nói là những bài học mà chúng ta cần phải nghiên cứu, suy tư và vận dụng một cách sáng tạo trong điều kiện mới và hoàn cảnh mới của đất nước, của quốc tế hiện nay. Một nội dung chính của cuộc hội thảo lần này còn nhằm khẳng định và làm sáng tỏ những vấn đề bối cảnh chung trong nước, quốc tế và khu vực có liên quan đến cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Chủ trương và quyết tâm chiến lược mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi cho rằng một cái chỉ đạo Mậu Thân theo Trung tướng Nguyễn Đình Ước mà nói hồi 40 năm Mậu Thân, cái câu thế này đó là ý kiến của đồng chí Lê Dũng. Không? Nói chúng ta cứ quấn làng nhàng ở trên rừng, quấn ở nông thôn, biết khi nào kết thúc chiến tranh. Tôi nghe nói cái đó, và bây giờ là chúng ta đánh thử vô trong các thành phố coi nó té ra vấn đề gì. Thì tôi cho rằng cái đó là cái ý kiến chỉ đạo sắc sảo, mà ra cái nghị quyết Bộ Chính trị gọi là nghị quyết Quang Trung đó, là đã có cái nhận định là chúng ta không đã thắng hai cuộc phản công mùa khô của giặc. Thì bây giờ là tới cái thời kỳ mà tiến lên để giành thắng lợi quyết định đó, trong cái nghị quyết của Bộ Chính trị có nói vậy. Và đó, chúng ta quánh đạt ra 3 điểm: một là chiếm Sài Gòn luôn, hai là gì, là tiêu diệt nhiều sinh lực địch mà chủ yếu sinh lực Mỹ, ba là quánh sụp cái ý chí xâm lược của tụi nó. Trung ương Đảng quyết định là phải có một cuộc tấn công lớn toàn diện để đánh bại và đánh nhụt cái ý chí của Mỹ và làm cho nước Mỹ phải rung động, mà từ đó có cái hiệp định Paris về Việt Nam. Mà chính cái hiệp định Paris về Việt Nam ấy, nó đã tạo điều kiện để chúng ta từng bước để chúng ta thực hiện được cái ý định của chúng ta là đánh cho Mỹ cút, đánh cho Mỹ nhạt. Các ý kiến phát biểu tại hội nghị và hơn 100 bản tham luận gửi đến hội thảo tiếp tục làm rõ thêm về chủ trương và quyết tâm chiến lược của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh khi mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ thắng lợi này, rút ra bài học lịch sử để vận dụng, phát huy vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, cũng như phản bác những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử, phủ nhận giá trị của sự kiện tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.